Cô mến chào các em học sinh lớp 9. Ở các tuần học trước, cô đã lần lượt giới thiệu đến các em các chủ đề tìm hiểu về định lực ôm, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song, điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào các yếu tố làm dây dẫn. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em vận dụng lý thuyết để giải các bài tập định tính và định lượng có liên quan đến các chủ đề này các em nhé. Và bây giờ các em hãy mở tập ra để cùng cô tìm hiểu chủ đề bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn. Trước khi vào phần bài tập, cô và các em sẽ cùng ôn lại kiến thức trọng tâm ở các chủ đề mà mình đã học các em nhé. Nội dung đầu tiên đó là định luật ôm. Về hệ thức của định luật ôm được viết như sau: Y bằng U chia R. Từ hệ thức này, chúng ta có phát biểu. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Từ hệ thức của định luật ôm, chúng ta có thể suy ra hai biểu thức. Biểu thức thứ nhất giúp chúng ta tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn. U bằng Y như R. Biểu thức thứ hai giúp chúng ta tính được điện trở R của dây dẫn. R bằng U chia Y. Ở mối liên hệ này, cô muốn lưu ý các em. Đối với một dây dẫn nhất định thì điện trở R có giá trị nhất định, không thay đổi. Mối liên hệ qua biểu thức R bằng U chia Y có ý nghĩa như sau. Khi ta tăng hoặc giảm hiệu điện thế U đặt vào hai đầu dây dẫn bao nhiêu lần, thì cường độ dòng điện Y chạy qua dây dẫn cũng sẽ tăng hoặc giảm bấy nhiêu lần. Ở phần đoạn mạch nối tiếp, đây là sơ đồ mạch điện có R1 và R2 mạch nối tiếp. Chúng ta lần lượt nhớ lại các kết luận sau đây. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch mạch nối tiếp bằng nhau tại mọi điểm, Y bằng Y1 bằng Y2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch mạch nối tiếp bằng tổng hai hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp đó là R tương đương bằng R1 cộng R2. Ngoài ra, chúng ta còn có mối liên hệ về hiệu điện thế và điện trở của mạch mắc nối tiếp được biểu hiện qua biểu thức U1 chia U2 bằng R1 chia R2. Nhớ lại về đoạn mạch song song. Chúng ta cùng quan sát. Sơ đồ mạch điện có hai điện trở mắc song song. Chúng ta có kết luận như sau. Về cường độ dòng điện, ta có cường độ dòng điện trong mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện trong các mạch rẽ, Y bằng Y1 cộng Y2. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song đúng bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở thành phần. Ta có U bằng U1 bằng U2. Để tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, chúng ta vận dụng công thức 1 trên R tương đương
bằng 1 trên R1 cộng 1 trên R2. Hoặc chúng ta có thể sử dụng công thức tính điện trở tương đương trực tiếp, đó là R tương đương bằng R1 nhân R2 chia cho R1 cộng R2. Ngoài ra, chúng ta còn có mối liên hệ giữa cường độ dòng điện chạy qua mỗi mạch rẽ và điện trở ở từng mạch rẽ, minh họa qua biểu thức I1 chia I2 bằng R2 chia R1. Ở phần kiến thức trọng tâm cần ôn trong tiết học ngày hôm nay thì cô có một nội dung quan trọng lưu ý các em cần ghi vào vở. Khi nói về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào các yếu tố, cụ thể ta có điện trở của dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài L của dây dẫn, tỷ lệ nghịch với tiết diện S của dây dẫn và phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn. Đại lượng đặc trưng cho vật liệu làm dây dẫn được gọi là điện trở xuất và được ký hiệu là rho. Công thức liên hệ giữa điện trở dây dẫn và các yếu tố làm dây dẫn được viết như sau: R bằng rho nhân L chia S. Từ công thức này, chúng ta có thể suy ra công thức để tính chiều dài dây dẫn. L bằng R nhân S chia rho. Công thức tính tiết diện dây dẫn. S bằng rho nhân L chia R. Công thức tính điện trở xuất của vật liệu làm dây dẫn. Rho bằng R nhân S chia L. Và về ý nghĩa của điện trở xuất, các em lưu ý, điện trở xuất của vật liệu càng nhỏ, tức là khả năng cản trở dòng điện của vật liệu đó càng ít, thì vật liệu đó dẫn điện càng tốt. Ở phần tiết diện dây dẫn, ngày hôm nay cô sẽ mở rộng cho các em về hình ảnh và công thức tính tiết diện của dây dẫn. Cô mời các em quan sát, đây là hình ảnh của một đoạn dây dẫn. Đây là phần vỏ của dây dẫn, thường được làm bằng nhựa cách điện. Đây là phần lõi của dây dẫn, được làm bằng kim loại hoặc hộp kim dẫn điện. Từ hình ảnh chúng ta nhận thấy, lõi của dây dẫn có dạng là một đoạn dây dẫn hình trụ. Tiết diện dây dẫn, chúng ta nhớ lại, tiết diện dây dẫn là diện tích mặt cắt vuông góc với chiều dài dây dẫn. Để các em có một hình dung rõ nét hơn về tiết diện dây dẫn, cô phóng to hình ảnh lõi của dây dẫn. Và chúng ta cùng quan sát hình ảnh tiết diện của dây dẫn. Đây là tiết diện của dây dẫn. Tiết diện của dây dẫn có dạng là một hình tròn. Trong đó, R là bán kính của tiết diện. Và D là đường kính tiết diện. Và bây giờ, các em hãy ghi nhận các công thức dùng để tính tiết diện dây dẫn. Để tính tiết diện dây dẫn, chúng ta sử dụng công thức S bằng Pi R bình phương. Với Pi là hằng số toán,
có giá trị là 3,14. R nhỏ là bán kính tiết diệt. Ngoài ra, chúng ta còn có công thức S bằng B D bình phương chia 4, với D nhỏ là đường kính tiết diện. Các em lưu ý hai công thức này giúp cô nhé các em. Và bây giờ các em hãy cùng với cô thực hiện phần 2 la mã bài tập. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau. Hãy ghép mỗi đoạn câu ở phần A, B, C, D ở cột bên trái với một đoạn câu ở phần 1, 2, 3, 4 ở cột bên phải để được một câu hoàn chỉnh và có nội dung đúng. Cô dành 30 giây để các em hoàn thành câu hỏi số 1 các em nhé. Rồi, và bây giờ các em cùng dò đáp án với cô nha. Chúng ta sẽ ghép nội dung của câu A với nội dung ở một bốn nhỏ. Và chắc rằng các em dễ dàng nhận ra đây là phát biểu định luật ohm. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, tỷ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỷ lệ nghịch với điện trở của dây. Tiếp tục, chúng ta sẽ ghép nội dung ở câu B với 1, 3. Và đây chính là phát biểu về mối liên hệ giữa điện trở dây dẫn vào các yếu tố. Điện trở của dây dẫn, tỷ lệ thuận với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây. Tiếp tục, ở câu C, chúng ta sẽ ghép với 1, 1 ở cột bên phải. Thành một câu hoàn chỉnh như sau. Đối với đoạn mạch nối tiếp hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở, tỷ lệ thuận với các điện trở. Và câu ghép cuối cùng có nội dung như sau. Đối với đoạn mạch song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch rẽ sẽ tỷ lệ nghịch với các điện trở đó. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, cần xác định và so sánh điện trở của dây dẫn có những đặc điểm nào dưới đây. Chúng ta nhớ lại về phương pháp xác định. Đó là, để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào một yếu tố nào đó, thì chúng ta cần xác định và so sánh điện trở của dây dẫn có yếu tố đó khác nhau và các yếu tố còn lại phải như nhau. Vậy đáp án mà chúng ta phải chọn đó là, để tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở của dây dẫn vào vật liệu làm dây dẫn, ta cần xác định và so sánh điện trở của các dây dẫn có chiều dài và tiết diện như nhau và được làm từ các vật liệu thế nào các em? Rồi, đúng rồi, khác nhau. Và đây là hình ảnh hai đoạn dây dẫn có chiều dài như nhau, tiết diện của hai dây dẫn cũng như nhau. Về vật liệu thì một dây dẫn có lõi làm bằng sắt và một dây dẫn còn lại có lõi làm bằng đồng. Đúng không các em? Ở câu hỏi số 3, cho chúng ta biết điện trở xuất của nhôm, wolfram và sắt.
và yêu cầu chúng ta hãy tìm ra sự so sánh nào dưới đây là đúng. Câu 3 có 4 lựa chọn. Để biết được vật liệu nào dẫn điện tốt hơn vật liệu nào. Về phương pháp, các em đã biết, chúng ta dựa vào điện trợ xuất của các vật liệu. Cụ thể, chúng ta nhận thấy, nhôm có điện trợ xuất là 2,8 x 10 mũ trừ 8 ohm mét, Wolfram có điện trợ xuất là 5,5 x 10 mũ trừ 8 ohm mét, và sắt có điện trợ xuất là 12,0 x 10 mũ trừ 8 ohm mét. Vậy, qua sự so sánh ba giá trị điện trợ xuất của ba vật liệu, chúng ta nhận thấy rằng nhôm có điện trợ xuất nhỏ nhất. Vậy, nhôm là vật liệu dẫn điện tốt nhất. Kế tiếp là wolfram và cuối cùng là sắt. Vậy, đáp án mà chúng ta sẽ chọn ở câu số 3 đó là câu C. Nhôm dẫn điện tốt hơn wolfram và wolfram dẫn điện tốt hơn sắt. Tiếp tục ở câu hỏi định tính thứ tư có nội dung như sau. Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến. Điều này không phải vì lý do nào dưới đây. Để giúp các em tìm ra được lý do đúng trong các lựa chọn mà câu 4 đưa ra, cô giới thiệu đến các em hình ảnh dây dẫn có lõi làm bằng đồng và các số liệu về điện trở xuất, về trọng lượng riêng của đồng và nhôm. Và bây giờ, cô và các em cùng phân tích từ câu D. Câu D có nội dung như sau. Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến là vì đồng là vật liệu không quá đắt so với nhôm và dễ kiếm. Thì đây là một lý do chính xác. Tiếp theo, ở câu C. Câu C đưa ra lý do. Đồng là chất dẫn điện vào loại tốt nhất trong số các kim loại và tốt hơn nhôm. Dựa vào điện trở xuất của đồng và nhôm, chúng ta nhận thấy đồng có điện trở xuất là 1,7 x 10 mũ trừ 8 ohm mét, còn nhôm có điện trở xuất là 2,8 x 10 mũ trừ 8 ohm mét. Đồng có điện trở xuất nhỏ hơn nhôm, tức là đồng dẫn điện tốt hơn nhôm. Vậy, câu C đã đưa ra một lý do chính xác. Tiếp tục ở câu B. Câu B đưa ra lý do dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến là vì đồng là kim loại có trọng lượng riêng nhỏ hơn nhôm. Cùng xem lại giá trị trọng lượng riêng mà cô đang giới thiệu với các em. Ta nhận thấy trọng lượng riêng của đồng là 89.000 N trên mét khối. Trọng lượng riêng của nhôm là 27.000 N trên mét khối. Như vậy, đồng có trọng lượng riêng lớn hơn nhôm. Vậy, câu B đã đưa ra một lý do không chính xác. Chúng ta vẫn cẩn thận xem qua nội dung ở câu A. Câu A có nội dung như sau. Dây dẫn bằng đồng được sử dụng rất phổ biến vì dây bằng đồng chịu được lực kéo căng tốt hơn dây bằng nhôm. Thì cô thông tin đến các em, đây là một lý do chính xác. Vậy, chúng ta cùng thống nhất ở câu 4, chúng ta chọn đáp án là B các em nhé. Và tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện câu 5 là một câu hỏi định lượng. Về phương pháp thì chúng ta vẫn
thực hiện bài tập định lượng theo dạng ghi đề bài thông qua tóm tắt. Đề bài có nội dung như sau: một dây dẫn bằng nichrome dài 30 mét. Chúng ta cùng ghi nhận tóm tắt. Chiều dài L bằng 30 mét. Tiết diện S là 0,3 mm vuông. Về đơn vị hợp pháp thì tiết diện có đơn vị là mét vuông. Nên chúng ta phải đổi từ đơn vị mm vuông ra mét vuông bằng cách lấy số đề bài cho. Nhân thêm 10 mũ trừ 6. Dây nichrome có điện trở suất là rho bằng 1,1 x 10 mũ trừ 6 ohm mét. Dây này được mắc vào hiệu điện thế là U bằng 220V. Đề bài yêu cầu chúng ta hãy tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này, tức là tính tính I theo đơn vị ampere. Để tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, chúng ta sẽ vận dụng hệ thức của định luật ohm I bằng U chia R. U đề bài cho là 220V. R là điện trở của dây dẫn thì chúng ta chưa có. Vì vậy, trước khi tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, chúng ta cần phải tính điện trở của dây dẫn. Dựa vào các thông tin đề bài cho, chúng ta thống nhất chọn công thức tính điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào 3 yếu tố. Cụ thể, R bằng rho nhân L chia S. Và bây giờ, cô dành thời gian cho các em hoàn thành câu số 5 giúp cô các em nhé. Chúng ta lần lượt thế số vào công thức tính điện trở R. Rồi, cùng dò đáp án với cô các em nhé. Dùng máy tính cầm tay, chúng ta tính được điện trở R của dây dẫn bằng 110 ohm. Tiếp tục thế vào công thức định luật ohm. Tính toán chúng ta có được kết quả. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn I bằng 2 ampere. Tiếp tục sang câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau. Ở các nhà cao tầng, người ta thường lắp cột thu lôi để chống sét. Dây nối đầu cột thu lôi xuống đất là dây sắt. Đề bài cho dây sắt có điện trở suất là 12 x 10 mũ trừ 8 ohm. Chúng ta ghi nhận vào phần tóm tắt. Rho bằng 12 x 10 mũ trừ 8 ohm. Dây này có chiều dài L là 40 mét. Và các em đặc biệt lưu ý, dây có đường kính tiết diện là 8mm. Vậy, mình tóm tắt là S hay D nhỏ các em? Đường kính tiết diện, vậy chúng ta phải tóm tắt là chữ D nhỏ. Đề bài yêu cầu chúng ta tính điện trở của dây dẫn bằng sắt này, tức là tính R theo đơn vị ohm. Để tính điện trở của dây dẫn, chúng ta vận dụng công thức R bằng rho nhân L chia S. Rho và L đề bài đã cho. Tiết diện dây dẫn chúng ta chưa có. Vì vậy, trước khi tính điện trở của dây dẫn, chúng ta cần phải tính tiết diện của dây dẫn này.
Vì đề bài cho đường kính tiết diện D, nên chúng ta sẽ chọn công thức tính tiết diện là S bằng BD bình phương chia 4. Lần lượt thế các giá trị đề bài cho vào biểu thức. Các em cùng thực hiện với cô các em nhé. B chúng ta thế là 3,14. D nhỏ là đường kính tiết diện của dây chúng ta thế là 8. Theo công thức là 8 bình phương và chia lại cho 4. Dùng máy tính cầm tay tính toán chúng ta có được kết quả là 50,24 mm². Tiếp tục đổi từ đơn vị mm² sang đơn vị mét vuông bằng cách lấy 50,24 nhân cho 10 mũ trừ 6. Chúng ta có được kết quả tiết diện của dây dẫn theo đơn vị mét vuông. Tiếp tục chúng ta thế các giá trị đề bài cho ở phần rho và L và giá trị tiết diện của dây dẫn vừa tính được vào biểu thức R bằng rho nhân L chia S. Tính toán chúng ta có được kết quả cuối cùng đó là R bằng 0,096 ohm. Chúng ta có thể lấy giá trị xấp xỉ là 0,1 ohm. Các em thân mến, ngoài việc hướng dẫn cho các em kỹ năng tính được điện trở R của dây dẫn làm bằng sắt trong cột thu lôi, thì cô sẽ giới thiệu thêm để các em hiểu biết về cấu tạo của cột thu lôi và tác dụng của cột thu lôi các em nhé. Về cấu tạo thì cột thu lôi được cấu tạo từ thanh kim loại được làm nhọn một đầu. Đây các em quan sát. Cột thu lôi thường được lắp đặt ở vị trí cao nhất của tòa nhà. Đây các em. Và đây là các em quan sát hình ảnh. Cột thu lôi được nối với hệ thống dây dẫn, và mạng nối đất. Trong những khi có mưa dông, các tia sét phóng xuống mặt đất sẽ tạo ra các tia lửa điện có cường độ vô cùng lớn, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của con người. Lúc này, đầu nhọn của cột thu lôi sẽ có tác dụng thu sét và theo dây dẫn truyền xuống đất nhằm làm tiêu hao năng lượng của các tia sét, giảm thiểu sự ảnh hưởng của sét đến các tòa nhà và mọi vật xung quanh. Và bây giờ cô mời các em xem một đoạn clip ngắn minh họa cho hiện tượng sấm sét trong cơn dông và tác dụng của cột thu lôi. Tiếp theo, cô giới thiệu đến các em một câu hỏi định lượng có mức độ là tổng hợp. Ở câu số 7, chúng ta có hai phần. Phần thứ nhất là câu 7A. Chúng ta cũng thực hiện theo phương pháp vừa đọc đề vừa tóm tắt. Các em cùng ghi nhận phần tóm tắt. Đề bài cho biết một cuộn dây điện trở có trị số là 10 ohm. Trị số là giá trị của điện trở này. Ta ký hiệu R bằng 10 ohm. Được quấn bằng dây nickelin có tiết diện là 0,1 mm². Ta viết S bằng 0,1 mm². Để đổi từ mm² ra mét vuông, ta lấy số đề bài cho nhân 10 mũ trừ 6, đúng không em? Dây nickelin có điện trở suất là rho bằng 0,4 nhân 10 mũ trừ 6 ohm mét. Câu A
yêu cầu chúng ta tính chiều dài của dây nickelin dùng để quấn cuộn dây điện trở này, tức là tiệm L theo đơn vị mét. Để tính chiều dài của dây nickelin, chúng ta vận dụng công thức R bằng rho nhân L chia S. Từ công thức này, chúng ta biến đổi công thức để có được công thức tính chiều dài dây dẫn. Cụ thể là L bằng R nhân S và chia lại cho rho. Lần lượt thế giá trị của các yếu tố đề bài cho vào biểu thức. Chúng ta sẽ tính được chiều dài L của dây dẫn là 2,5 mét. Tiếp tục chúng ta sang câu 7B. Câu 7B có nội dung như sau. Mắt cuộn dây điện trở nói trên nối tiếp với một bóng đèn có điện trở 5 ôm. Chúng ta ghi nhận phần tóm tắt. Đặt vào hai đầu đoạn mạch mắt nối tiếp này một hiệu điện thế U bằng 3 V. Đề bài yêu cầu chúng ta hãy tính hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, tức là tính UD. Chữ D in hoa là chữ viết tắt cho bóng đèn các em nha. Và đây là sơ đồ đoạn mạch điện đơn giản có chứa cuộn dây điện trở R và bóng đèn RD mắc nối tiếp. Để tính được hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn, chúng ta vận dụng công thức định luật ôm. ID bằng UD chia RD. Suy ra UD bằng ID nhân RD. Tức là muốn tìm hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn UD, chúng ta cần phải có ID là cường độ dòng điện qua bóng đèn và RD là điện trở của bóng đèn. Điện trở của bóng đèn đề bài đã cho là 5 ôm. Vậy chúng ta cần phải đi tìm cường độ dòng điện qua bóng đèn. Nhớ lại kiến thức về mạch mắc nối tiếp, chúng ta có vì cuộn dây điện trở R nối tiếp với bóng đèn nên ta có cường độ dòng điện qua cuộn dây điện trở và qua bóng đèn là như nhau và đúng bằng cường độ dòng điện qua cả đoạn mạch mắc nối tiếp. Để có được cường độ dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp, chúng ta vận dụng công thức định luật ôm. Y bằng U chia R tương đương. U là hiệu điện thế đặt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp đề bài đã cho là 3 V. Vậy chúng ta cần phải đi tìm điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp. Và công thức mà chúng ta sẽ sử dụng khi tìm điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp đó là R tương đương bằng R cộng RD. Và bây giờ cô dành thời gian để các em hoàn thành câu 7B cho em nhé. Rồi, các em cùng dò đáp án với cô nè. Để tính điện trở tương đương của đoạn mạch, chúng ta thế các giá trị R và RD vào. Tính toán chúng ta có được kết quả R tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp là 15 ôm. Tiếp tục thực hiện phép tính để tính cường độ dòng điện qua đoạn mạch nối tiếp. Ta có được kết quả là
Y bằng 0,2 ampe. Từ đó chúng ta suy ra cường độ dòng điện qua bóng đèn cũng là 0,2 ampe. Thế Y đèn bằng 0,2 ampe và R đèn bằng 5 ohm. Chúng ta tính toán và có được kết quả cuối cùng. Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 1 volt. Các em học sinh thân mến, bài tập định lượng ở câu số 7 cũng đã kết thúc chủ đề của tiết học ngày hôm nay. Sau khi xem xong video bài giảng, các em nhớ làm bài tập điểm danh trong link Google Form mà các thầy cô đã gửi đến các em. Ở nhà, các em cũng nên dành thời gian ôn lại các chủ đề đã học. Chúng ta có thể làm thêm một số bài tập trong sách bài tập vật lý chính trong khả năng của mình các em nhé. Và để chuẩn bị cho tiết học tuần sau, các em nên xem trước chủ đề biến trở, điện trở dùng trong kỹ thuật. Tiết học của chúng ta đến đây là hết. Cô mến chúc các em sức khỏe và học tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.